Bạn chuẩn bị xem nhân vật phản diện. Ta chỉ muốn trốn bọn họ thật xa tập 278. Yêu phệ đã xông đến cuối cùng một cửa ải, đối thoại cũng không thể không có một kết thúc. Tượng thần dần dần bị vòng xoáy thôn phệ, một sợi cổ thần ý chí giáng lâm, cổ thần tựa hồ hữu thần trí, nhìn thấy chỉ là một cái hóa hư cảnh tiểu tử xông đến cửa ải cuối cùng. Cái kia một trương mặt nghiêm túc nhiều một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cặp kia thâm uyên đôi mắt nhiều một tia giật mình, càng thâm thúy hơn. Vô tận tuế nguyệt, ức vạn thiên kiêu, ngươi vẫn là thứ nhất lấy hóa hư cảnh gặp mặt bổn quân người có thể mượn trợ ngoại lực cuối cùng không phải bổn quân chỗ tìm kiếm người lui ra đi nơi này truyền thừa không thích hợp ngươi ta đã đến nơi này há có phí công nhọc sức đạo lý yêu phệ chân thân cùng cổ thần ý chí bình đẳng đối mặt trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý truyền thừa hắn quyết định được có đúng không một bộ nhẹ phiêu phiêu chất vấn nếu như búa tạ đánh tới hướng yêu phệ chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm yêu phệ trùng điệp té ngã trên đất, bằng phẳng thân thể thật giống như bị đá lăn nghiền ép một lần lại một lần. Cổ thần ý chí cũng không có diệt trừ yêu phệ, ánh mắt rời về phía giang triệt đám người ẩn núp vị trí, tạo, tiểu hữu, nhiều năm không thấy cũng không tới nhìn một chút bổn quân. Giang triệt ngẩn người, tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra, hướng phía cổ thần ý chí xoay người thi lễ, nghi ngờ nói, ngài cũng quay về rồi. Ha ha ha, trở về, lại nên như vậy à? Cổ thần cười cười, truy vấn, ngươi đã không có gông cùm xiềng xích lần này có thể bái ta vi sư lực lượng của hắn tại thiên đạo nghịch chuyển giới này lúc đạt được không nhỏ bổ sung chỉ cần tiểu tử này nguyện ý bái hắn vi sư không được bao lâu hắn liền có thể hoạt động giang triệt cười khổ nào có a à, dễ dàng ngoại lực dễ tán bản tâm khó chuyển ta nói chính là trong lòng ngươi gông xiềng cổ thân chỉ vào giang triệt trái tim có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề giang triệt sững sờ Dư Quang liếc nhìn một bên Tiên Nhan, nhẹ nhàng lắc đầu, có một số việc kết thúc, có thể có chút tiếc nuối còn không có đền bù. Cổ Thần ngẩn người, dường như bất đắc dĩ lại cảm thấy đương nhiên, nếu là quyết định của ngươi, cái kia bản quân cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, một sợi lục oánh oánh quang cầu xuất hiện tại cổ thần trong tay, theo hắn nhẹ nhàng đẩy, hướng chảy Giang Triệt, dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này sợi sinh mệnh chi tức có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Giang Triệt cũng không biết cái gì là sinh mệnh chi tức hắn chỉ cảm thấy cái này sợi lực lượng ta nhập thể nội về sau thân thể của hắn trở nên rất nhẹ thoải mái vô cùng đa tạ tiền bối không cần đây cũng là trả ngươi nhân quả hắn năm đó cùng thiên đạo đạt thành khế ước nay bảo vật tận về lâm vũ tất cả nếu không không cần nghịch chuyển thời không tiểu tử này cũng thắng nói cho cùng giang triệt cũng coi là bị hắn tiểu tiểu hố một thanh cái này nếu là còn nhân quả tiền bối kia giang triệt liếc nhìn vòng xoáy chỗ sâu thăm dò tính hỏi thăm cầm đi đi cầm đi đi vậy liền ta liền từ chối thì bất kính giang triệt vui mừng quá đỗi xông vào vòng xoáy bên trong một lát sau cầm ba kiện bảo vật đi ra đen kim cương sử đưa cho tiên nhan kim cương sử phối hợp tòa này cổ thần điện thế nhưng là thỏa thỏa tiên khí tiên nhan nói thần điện là nơi này thổ dân dùng nham kim dựng thần điện muốn mang đi cũng là nham kim thần điện hắn cũng là như thế đã cổ thần cho phép vậy hắn đương nhiên sẽ không không nguyện ý buông tha tiểu tử này biến hóa vẫn còn lớn bất quá không tuân theo quy củ với hắn mà nói cũng là chuyện tốt cổ thần ngươi đến cùng đang làm gì không phải đã nói đồ vật cho khí vận chi từ sao vì sao để giang triệt đem tất cả bảo vật đều lấy đi thiên đạo nổi giận ngươi bại khế ước sớm đã hoàn thành hiện tại là một khởi đầu mới hắn vì sao còn muốn tuân thủ bại thiên đạo sửng sốt một chút ngươi nói bại là có ý gì bại bởi ai không thành công tấn thăng tiên vực vẫn là ngươi không phải đoán được sao không có khả năng, tiểu tử này một mực đang ta trong khống chế, ta như thế nào sẽ bại bởi hắn. Thiên đạo căn bản không tin, có thể cổ thần lạnh lùng mà bình tĩnh ánh mắt, để hắn không thể không tin tưởng, mình bại. Thua ở lâm vũ trên thân. Có thể là mình tại sao lại bại, giang triệt sau lưng có một cái thế giới khác thiên đạo chi lực, thua với hắn còn có thể, có thể lâm vũ từ chuyển thế lên. liền trong lòng bàn tay của hắn, thân người yêu thân, chỉ cần dùng hệ thống lực lượng, mặc kệ là một trăm lần hoặc là một lần, Liên đã chú định hắn sẽ bại. Đến cùng là vì cái gì? Thiên đạo mờ mịt không hiểu, có thể khi hắn muốn còn muốn hỏi lúc, cổ thần sớm đã rời đi, chỉ có một tòa hoành vĩ tượng thần đứng sừng sững ở đó. Mỹ tiên nhan chiếu vào giang triệt phương pháp, thôi động kim cương sử, cổ thần điện lập tức kịch liệt lắc lư, khối lớn khối lớn nham kim chóc ra. Tượng thần đổ sụp đánh tới hướng mặt đất, chỉ trong chốc lát, thần điện rực rỡ hẳn lên, tràn đầy kim loại cảm nhận, thậm chí có thể ở chỗ này nhìn đến tình huống ngoại giới. Mị tiên nhan một quyền nện ở trên vách tường, một quyền này vận dụng nàng toàn bộ lực lượng, có thể thần điện không hề động một chút nào, bộ dạng phục tùng mắt nhìn nắm đấm, sững sờ thất thần. Lực lượng toàn bộ hấp thu. Thử cầm lấy kim cương sử, rót vào linh lực, thần điện nhẹ nhàng lắc lư một cái, mà ngoại giới, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem đại địa chém đứt, không thể nhìn thấy phần cuối vạn trượng vết rách. Mỹ tiên nhan kinh ngạc che miệng, hoài nghi nhìn xem Giang Triệt. Đây quả thật là nàng vừa rồi một quyền kia lực lượng hấp thu địch nhân toàn bộ lực lượng, ngưng tụ về sau bắn ngược, ngươi bây giờ có thể tại Thiên Vân Đại Lục sông pha. Cổ thần điện là áp đảo tất cả tiên khí phía trên bảo vật, kiếp trước không ai có thể đem thần điện mang đi, có món bảo vật này, hắn có thể yên tâm hoàn toàn. Nếu không bảo vật này vẫn là ngươi cầm đi, ta cảm giác có chút không yên lòng. Thôi động kim cương sử cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, lấy nàng cảnh giới bây giờ căn bản chi không chống được mấy lần, mà những cái kia lão tổ không cần phải nói, tuyệt đối sẽ tìm nàng đòi hỏi nghiên cứu ngươi cầm ta mới yên tâm. Giang triệt thiển thiển nói một câu, cũng không hề để ý mị tiên nhan đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn về phía đế yêu yêu đạo. Là cho các ngươi chừa chút mặt mũi, vẫn là ta mời các ngươi đi. Để cho ta đi theo các ngươi một đoạn thời gian à. Đế yêu yêu ôm sắp chết yêu phệ rơi lệ khẩn cầu. Tầng thứ năm có không thiếu sinh tử cảnh, nơi này ánh nắng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Hiện tại yêu phệ trọng thương, lấy nàng hiện hữu lực lượng rất khó còn sống rời đi. Giang triệt nhíu mày lại, từng bước một đi đến yêu phệ trước người huyền diệu linh lực không ngừng tại dưới chân hội tụ sau đó một cước dẫm hướng yêu phệ đầu lâu không được không thể vũ nhi đế yêu yêu đồng thời lên tiếng kinh hô đế yêu yêu càng là trực tiếp dùng thân thể bảo vệ yêu phệ giang triệt cũng không có sinh lòng đồng tình một cước này trùng điệp rơi xuống tại phá vỡ một lớp bình phong sắp dẫm tại đế yêu yêu trên thân lúc yêu phệ đột nhiên mở mắt lôi kéo đế yêu yêu hỏa tốc thoát đi tốc độ kia liền ngay cả mỹ tiên nhan đều khó có khả năng đuổi kịp vẫn là như vậy yêu chứa. Giang triệt đậu đen rau muống một câu, liếc nhìn Vũ Nhi, nàng chỉ sợ đã cho rằng yêu phệ là phệ thiên yêu. Rời đi bí cảnh về sau, sống chết của ngươi cùng ta liền không quan hệ rồi. Nói xong, Giang triệt liền bắt đầu thu thập chóc ra nham kim, lại để cho tiên nhan thu nhỏ thần điện, đem tất cả tàn hồn cùng nhau thôn phệ, làm xong đây hết thảy, lập tức xuất phát tầng thứ sáu. Bạn chuẩn bị xem nhân vật phản diện, ta chỉ muốn trốn bọn họ thật xa tập 279. Giang Triệt tổng cộng thu được 3 kiện tiên khí, ngoại trừ kim cương sử, mặt khác hai kiện theo thứ tự là thời gian chi luân, cổ thần chi tâm. Bước vào thời gian chi luân, thời gian tu luyện liền sẽ gia tăng gấp 10 lần, làm tu luyện kết thúc, liền cần khoảng cách 3.000 năm mới có thể lần nữa sử dụng, nói cách khác Giang Triệt chỉ có một lần cơ hội. Cổ thần chi tâm cũng không phải là cổ thần trái tim, mà là hắn tu luyện kết tinh, ẩn chứa hắn đối đạo pháp cảm ngộ, đối với hắn cũng có được tác dụng to lớn. Ba kiện bảo vật chỉ có thể mang đi một kiện, kiếp trước lâm vũ liền đem kim cương sử lưu lại đến rất phù hợp hắn sợ chết tính cách mà không thể mang đi hai kiện bảo vật đều bị hắn nuốt chửng lấy thanh nguyệt cũng không rõ ràng mặt khác hai kiện bảo vật diệu dụng có thể nàng cũng không có hỏi tới chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng tiểu triệt càng đến gần tầng thứ sáu càng bàng hoàng tầng thứ sáu là nàng thống khổ hồi ức chi địa cũng là nàng không thể không trở thành lâm vũ đạo lữ địa phương từ rời đi thần điện về sau giang triệt vẫn nhìn chăm chú lên thanh nguyệt thấy được nàng đáy mắt lùi bước lắc đầu cười nhạo, thống khổ có thể nhất thấy rõ một người diện mạo. Không phải đã chuẩn bị sẵn sàng à, ngươi đáy mắt lùi bước là chuyện gì xảy ra. Thanh Nguyệt ngập ngừng nói, không nói lời nào. Ai đều có nghĩ lại mà kinh ký ức, ngươi thiếu nói vài lời à. Mỹ Tiên Nhan đứng ở chính giữa điều giải nói, mấy năm này ở chung, nàng phát hiện Thanh Nguyệt Xuân là ngốc một chút. Thật là tại phát ra từ phế phủ An Năn, nàng không có tư cách thay thế tiểu triệt tha thứ nàng, nhưng là bây giờ, tạm mà lại còn là minh hữu à. Gặp tiên nhan thay Thanh Nguyệt nói chuyện, Giang Triệt cũng không nói gì nữa. Tầng thứ sáu bí cảnh non xanh nước biếc, không có năm vị trí đầu tầng như vậy ác liệt hoàn cảnh. Các loại sinh linh hòa thuận chung sống, uyển nhược tiên cảnh, có thể Giang Triệt biết, bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm chí mạng nhất. Thiên thương mặc dù không thể rời đi, nhưng tại tầng thứ sáu bí cảnh lại có thể tùy ý đi lại, muốn tìm được phi thường khó khăn, nhưng có một cái biện pháp lại có thể làm cho hắn hiện thân. Hắn năm đó bị kiếm quyết của ngươi dẫn tới, không cần đến ta nhiều lời à. Thanh Nguyệt gật đầu, thiên hành kiếm ra khỏi vỏ, ở không trung vung vẩy từ tiêu kiếm quyết, kiếm quyết cùng chia chín thức, tiềm long tại uyên, du long xuất hải. Kiếm phá cửu tiêu, một chiêu một thức ở giữa, bầu trời nổi lên trận trận hào quang, mà một chỗ hang động, một vị dâu dìa lồi thôi. Học hồ ly chỉnh lý tóc lão giả, chất phác nhìn hướng lên bầu trời, trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ tại ngưng tụ cái gì. Sau đó lão giả ngây ngốc cười một tiếng, nhảy lên trăm trượng, nhảy đến dương cánh hùng ưng trên thân, nắm chặt nó lông vũ. Trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm, sau đó Hùng Ưng thẳng tắp hướng phía Hào Quang chi địa lao xuống. Tới, Giang Triệt hình như có cảm ứng, lấy ra một bộ phục sức, ngay tại Hùng Ưng xuất hiện chốc lát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã ngồi ở Hùng Ưng bên trên, không nói hai lời liền cho Thiên Thương mặc quần áo. Thiên Thương mặc dù đã mất đi ký ức, trở thành tên điên, có thể bản năng vẫn còn, Giang Triệt cho hắn bộ quần áo tưởng rằng tại cùng hắn chơi đùa, lập tức liền xoay đánh nhau. Không thể không nói thiên thương không hổ là tử tiêu kiếm tông đã từng mạnh nhất thiên kiêu vẻn vẹn phương diện kỹ xảo thế mà cùng hiện tại giang triệt tương xứng trọn vẹn phế đi giang triệt nửa canh giờ mới khiến cho hắn mặc xong quần áo không thoải mái thoát cởi xuống thiên thương hết mấy trăm năm tựa như chưa hề mặc qua y phục miêu sủng lần đầu tiên mặc quần áo lúc dãy ruộng làm sao có thể thích ứng coi như mặc vào cũng muốn tốn sức lốp bốp cởi xuống quần áo trên người có thể giang triệt sao lại để hắn tọa nguyện trực tiếp phong tỏa hắn trọng yếu huyệt vị đừng làm rộn, đợi lát nữa cho ngươi ăn ăn ngon. Ăn ngon. Thiên thương đục ngầu con ngươi sáng lên tinh quang, dãy ruộng biên độ cũng nhỏ rất nhiều. Hai cái bồ tát sống từ trên người nó rời đi, hùng ưng lập tức dương cánh cao phi, tuyệt không liều luyến. Giang triệt hai người rơi trên mặt đất, mỹ tiên nhan hiếu kỳ tiến lên dò xét, thiên thương bề ngoài đại khái tại phàm nhân hơn 70 tuổi. Bất quá dâu tóc quản lý rất tốt, coi nhẹ kéo lấy giang triệt tóc tay, còn có cái kia một mặt cười ngây ngô, hiển nhiên hiền lành lão ra ra đây chính là thiên thương à làm sao già nhiều như vậy năm đó linh lực của hắn bị duy nhất một lần toàn bộ rút khô có thể sống lâu như thế hay là bởi vì nơi này linh lực dư giả chỉ là già nua mấy tuổi mà thôi nên thỏa mãn mỹ tiên nhan một trận thổn thức sau đó liếc nhìn cách đó không xa trầm mặc không nói gắt gao nắm thiên hành kiếm thanh nguyệt không phải muốn gặp ngươi sư huynh à làm sao không đến nghe được mỹ tiên nhan kêu gọi thanh nguyệt giống như là đi hướng thâm uyên bước chân bước rất nhỏ rất nặng đột nhiên ở giữa một cơn gió mạnh phất qua chỉ gặp thiên thương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thanh nguyệt phía sau cầm thiên thương kiếm hiếu kỳ vùng vẩy vù vù ba đạo kiếm khí vung ra tại trước mặt hắn mấy chục tòa sơn phong chặn ngang chặt đứt mỹ tiên nhan hơi híp mắt lại trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng tạo hóa cảnh vẫn là tạo hóa đỉnh phong gia hỏa này như thế yêu nghiệt à tính toán đâu ra đấy hắn mới một ngàn năm trăm tuổi à chơi vui chơi vui thiên thương cười khúc khích lung tung huy kiếm mà tại cái này lộn lộ xộn kiếm chiêu bên trong giang triệt như nhìn ra mấy phần tử tiêu kiếm quyết cái bóng tựa hồ chơi mệt rồi thiên thương ôm kiếm quay đầu nhìn về phía thanh nguyệt thấy được nàng rơi lệ chạy chậm đến tiến lên dùng tay áo lung tung lau nước mắt ngữ khí trước nay chưa có ôn nhu nói không khóc không khóc vui vẻ tâm thanh nguyệt nín khóc mỉm cười thế sư huynh lau đi hắn chính mình cũng không biết khi nào mới lưu lại nước mắt ngươi cũng muốn vui vẻ ân vui vẻ tâm cùng nhau chơi đùa. Thiên Thương lộ ra ngây thơ chân thành tiếu dung, trọng trọng gật đầu, lôi kéo Thanh Nguyệt cùng một chỗ phóng hướng thiên không, tại bọn hắn bay qua địa phương, buồn cười Bạch Vân đồ án làm cho người bật cười. Có chút không hài hòa, nhưng lại như vậy hoàn mỹ. Thanh Nguyệt dung mạo cũng liền hai tám, tiếu dung thuần túy, lộ ra thanh xuân hoạt bát, có thể Thiên Thương giờ phút này liền là cái lão già họm hẹp. Tuy nói già cũng xoái, có thể cùng Thanh Nguyệt cùng một chỗ bay, luôn cảm giác giống như là ông cháu. Nhưng từ trên tình cảm, hai người giờ phút này tâm vô tạp niệm, chỉ có vui sướng tại cuồng hoan, đây là mỹ tiên nhan cảm giác qua thuần túy nhất một loại vui sướng. Di, vẽ ra ra dáng đồ án. Trên bầu trời trùng trùng điệp điệp dãy núi, một núi che lại một núi, mà tại cuối cùng chỗ sâu, một tòa cao ngất sơn phong làm người khác chú ý, ngọn núi này không hướng mặt trước như vậy viết ngoáy buồn cười. Càng thêm kỹ càng, phẳng phất một thanh rơi xuống nhân gian tiên kiếm, mà tại sơn phong chỗ cao nhất, thanh nguyệt hai người đứng sóng vai, tựa như đứng ở chui kiếm chui kiếm tử tiêu phong giang triệt một lần nữa xem kỹ những cái kia viết ngoáy đồ án chú kiếm đài cung hạ uyên mặc dù đồ hình rất viết ngoáy, có thể giang triệt vẫn là đưa chúng nó đều nhận ra được cái này không phải liền là hoàn chỉnh tử tiêu kiếm tông địa đồ sao giờ khắc này giang triệt không hiểu có chút rung động thần thức bị hủy ký ức tán loạn nhưng hắn vẫn là bằng vào bản năng vẽ ra tử tiêu kiếm tông bộ dáng dạng này chấp niệm đến cùng sâu bao nhiêu à thế nào Mị tiên nha nghi hoặc. Đừng đi quấy rầy bọn hắn, để thiên thương thống thống khoái khoái, thật cao hứng chơi một đoạn thời gian à.